Đói bụng mà còn gặp trời mưa nữa chứ. Đang bon bon chạy trên đường Trần Hưng Đạo quận 5 thì thấy ngay một cái bảng hiệu sáng chói cực kỳ ấn tượng nha. Quán này á tên là Mực Lẩu một người tự chọn nè. Mưa mưa lạnh lạnh ăn lẩu là hết bài. Ở đây cảm thấy rất là ấm cúng kiểu như gia đình á. Lướt sơ cái menu tới nơi chịu không nổi. Hấp dẫn quá trời quá đất luôn nha. Trên mặt tiền Trần Hưng Đạo mà chỉ với 58 canh ăn được nguyên nồi lẩu. Mình vừa có thể chọn combo có sẵn, vừa có thể tự chọn tùy thích nha. Đặc biệt nước lẩu đa dạng có tới 4 vị. Topping quá nhiều tha hồ mà lựa. Từ quen quen đến lạ lạ. Giá cả thì cũng thân thương thôi. Có luôn các món nướng chảo đá nữa nè. Ta-da, đây là phần combo lẩu thái một người. Topping thì sẽ có mực nè, thịt bò, tôm và các viên thả lẩu. Ngoài ra mình còn kêu thêm một phần lẩu tự chọn và gọi riêng thêm những phần topping nữa. Thiệt chứ ai cô đơn hay là muốn ăn một mình á thì đích thị là phải ăn lẩu một người chứ sao. Mỗi người một nồi lẩu riêng tư, thích ăn cái gì thì ăn nè. Được ăn lẩu mà giá cả cũng chỉ tương đương với một tô bún thái thôi. Rồi, chiến thôi cả nhà ơi. Rau ở đây được set up đầy đủ phù hợp với từng loại nước lẩu. Trong khi mà đang mà lem lẩu thái thì ông bạn của mình đang hít hà cái lẩu sa tế. Nó là hít hà vậy thôi chứ không có cay đâu nha. Thử rồi. Ai mà khoái ăn cay thì thêm ớt nha. Nước lẩu thái chua ngọt vị đậm đà. Hải sản rất tươi. Topping nó ăn là biết hàng xịn hàng tuyển rồi. Có nước chấm muối ớt xanh và muối ớt đỏ. Mà mình thích cái muối ớt đỏ đây ghê luôn á. Kiểu cái mùi thơm nó lạ lạ mà chấm vô nó cực kỳ bắt vị. Ta nói ăn miếng nào ra miếng đó. Bình thường không ăn nhiều dữ vậy đâu. Mà phải công nhận cái nước lẩu ở đây ngon quá. Ăn hoài luôn. Bởi vậy giờ cái bụng nó mới ấm dữ vậy nè. Ăn lẩu kiểu này sướng quá mấy má ơi. Nhân viên thì rất là dễ thương và nhiệt tình. Thấy mình ăn nhiều quá mà trộm vía học bị ghẹo. Nói chung là quá ok la. Địa chỉ 546 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5 nha mọi người.